cái vấn đề mà hút mỡ thì trước thì mình cũng đã định rồi đấy, cũng dự kiến đi rồi, nhưng sau đến tìm hiểu thì nó chỉ một thời gian thôi. Mình nếu mà không triệt để tận gốc thì nó lại vẫn quay béo trở lại. Thế nên chính mình tìm hiểu các kiểu rồi, các cách để giảm cân rồi mà mình thấy cách này của bác sĩ Tuấn này là ổn nhất, thế nên mình quyết định. Của mình phải tầm 7 năm nay rồi, phải năm 2013 rồi. Trước thì mình vẫn béo, nhưng nó chỉ tầm khoảng trên 80 cân thôi. Nên khoảng 7 năm nay cũng 110 cân. Có năm vừa rồi là năm nó lên nhiều nhất. Đầu năm cuối năm 19, tầm tháng 8. Đến giờ này nó tăng khoảng chục cân luôn. Vì mình vừa rồi sinh thêm thằng cu thứ ba nữa, thế nên là cũng thôi tư tưởng nó thoải mái, thế là anh em cứ hay nhậu nhẹt để chúc mừng, đâm ra lại từ đấy đi kiểu ăn mình hay ăn nhậu nhiều, có thể tạo lên một cái tăng cân không kiểm soát. Mình cũng dùng rất nhiều phương pháp này, nhất là đập bóng dạ dày đấy. Thứ hai là ăn các thực phẩm chức năng, uống nước trà giảm cân. Đấy. Nhưng kiểu như kiểu nó thời điểm đầu gọi là nó rút nước thôi, nó chỉ giảm được 5 đến 7 cân. Thì sau đấy khoảng mấy tháng nữa thì nó trở lại ban đầu. Đấy. Thế nên là mình dừng, quyết định dừng không uống những cái đấy nữa mà chỉ duy trì được thể dục thì nó khỏe. Còn để cân nặng thì người không kiểm soát nữa. Bây giờ mình chỉ có làm sao cố gắng kiểu nó không lên nữa thôi. Đấy. Mình chỉ có ngủ ngáy, ngủ ngáy thì nó có những lúc kiểu ngừng thở khi ngủ ấy, đấy thì có cái triệu chứng như thế. Cứ hôm nào mà cứ đi uống rượu về là ngáy rất to. Còn khi là hôm nào mà cứ thời điểm nào không uống rượu mà tập thể dục nhiều thì nó lại không vấn đề gì. Thì một lần mình mở ra mình thấy vì mình cũng vào các cái hội của giảm béo ấy, Hà Nội ấy, thì chắc là sau là tương tác bài là người ta đẩy vào. Thế mình mới tìm hiểu từ trên Facebook thì mình mới xem, mình theo dõi bác cũng mất khoảng 2 tháng. Thì thấy là các cái về tư bác cái tư vấn rồi cách thức cắt dạ dày các thứ thì mình cũng cảm thấy yên tâm. Thế sau thấy yên tâm rồi bắt đầu mình mới đến phòng khác để gặp bác. Thì bác cũng tư vấn, mình không lăn tăn gì cả, nói chung đặt hết niềm tin vào bác rồi. Mình thấy rất nhiệt tình và quan tâm đến bệnh nhân, thì cũng chính gặp bác này thì mình yên tâm, đúng không? Khi gặp bác rồi thì càng yên tâm hơn nữa. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 mới làm, thì mình xong rồi bắt đầu thì mình điện cho bác để làm. Hôm nay quyết định là đi. Cái vấn đề mà hút mỡ thì trước thì mình cũng đã định rồi đấy, cũng dự kiến đi rồi, nhưng sau thì tìm hiểu thì nó chỉ một thời gian thôi. Mình nếu mà không triệt để tận gốc thì nó lại vẫn quay béo trở lại. Thế nên chính mình tìm hiểu các kiểu rồi, các cách để giảm cân rồi mà mình thấy cách này của bác sĩ Tuấn này là ổn nhất, thế nên mình quyết định. Còn nằm đẹp thì mình chưa nói đến vị trí đẹp, béo thì chưa nói đến đẹp. Mình thứ nhất là quan điểm của mình đi làm để lấy, thứ nhất là để ổn định cân nặng trở lại, để lấy cái sức khỏe đấy đã, trước tiên là sức khỏe. Thì mình có sức khỏe thì có tất cả, không có sức khỏe không có gì cả đấy. Thì còn sau đó thì cái chuyện là đương nhiên thì mình nhỏ đi thì đương nhiên nó phải đẹp da, đó là đương nhiên đấy, quan điểm của mình đấy. Nói chung là để tình trạng như mình bây giờ thì thực sự là rất đáng buồn, nhưng tôi cũng là chỉ khuyên anh em này ăn nhậu ít cầm chừng thôi, thì để nó không tăng cân thôi. Mình cũng chính là do nhậu nhiều thì nó mới ra cái tình trạng như này, mình không kiểm soát nữa, ăn uống không kiểm soát nữa. Thế nên bây giờ là khuyên anh em nên ăn uống có kiểm soát. Mình đến với bác Tuấn thì đây cũng là mà mới, nhưng mình rất yên tâm, mình cũng tìm hiểu các bệnh nhân trước rồi, thế nên là cũng chỉ là mong các bạn ý đây là một địa chỉ tin cậy, thì cố gắng đến với bác Tuấn càng sớm càng tốt để trở lại cân nặng bình thường. Mình chỉ nói thế thôi.